bây giờ thì mình sẽ reset lại con VNSX này. Nó hiện tại đối mình nó khá là chán hơn là con UPA 8 sao kia. Reset này nó lấy lại hết toàn bộ đồ rồi này. Mất 100 kim cương thôi. Groudon về sau nó sẽ sử dụng đồ cỏ này nên đằng nào cũng reset nó luôn. Một phát reset về lại số 0. Và nâng được lên đến đỏ luôn. Nhưng mà tốt nhất là ngưng nâng lên ít thôi. Vàng khá là tốt. Mình sẽ thử ví dụ nhé. Mình sẽ nâng lên tận 60 nhé. 65 đi. Là 302.373 lượt chiến này. Mình cố tí tí nữa này. Thì đến 302.587 này. Đấy, các bạn thấy tốn thêm một ít vàng nhưng mà nó cũng chẳng hơn được lực chiến hay là chỉ số là mấy. Nên có khá là nhiều cái để tăng lực chiến hơn. Thì dồn vào trong này. Nếu mà các bạn lên đủ 100 ấy, thì nó sẽ mạnh hơn. Chứ còn bình thường như này thì khá là thấp. Về sau thì nó sẽ có phần tăng như này, nâng tăng thêm các chỉ số của vũ khí nữa. Ví dụ như là cái này là tăng tăng của cái này thì nó sẽ tăng thêm các chỉ số ở trong đấu trường này. Đây là trong Indigo này, đây là Indigo lên server này, còn đây Arena lên server này. Cái này mình chỉ để dành cho những con chính thôi. Đối với Hupa thì nó thích sử dụng cái bộ phản 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 đam hơn. Thì lắp những cái này nó còn nhiều lực chiến hơn là tăng vũ khí kia. Bộ này là khi bị đánh thì có 50% phản lại 14% sát thương của địch. Lune phản đam thì nó khá là tốt với cả Hupa. Tấn công là quan trọng đầu tiên này. Bạo kích cũng là khá quan trọng với cả Koopa này. Đục
Đối với Hupa thì dùng táo là khá là tốt nhất này. Thế mình đã trở lại hồi sinh Hupa trở lại rồi. Quà thì mình có khá là nhiều nhưng mình vẫn chưa sử dụng. EV thì về sau lên được từng từng này. Phần Vortensian này thì các bạn tăng ban đầu thì cứ tăng đến 5, 5 tím, 10 xanh trước để mở ra cái mới. Nâng đến 10 thì nó cũng chưa tốn lắm đâu. Nhưng bắt đầu tăng phần này thì tăng được đến 5 là cùng. Về sau có thừa thì kiểu gì cũng tăng lên 20 hết. Phần dưới khá là quan trọng. Đây là ban đầu tăng được như này, xong về sau các bạn sẽ tăng lên dần đến 20. Ở đây tăng từ 10 đến 20 mất 3 triệu 2 này. 3 triệu 2 vẫn còn đủ nhiều tiền. Và con Hupa của mình nó hồi sinh lại với 366.000 lực chiến này. Giratina mình chỉ mới nâng lên cộng 1 thôi. 346. Con bé này 378. Nhìn thấy cộng 1 cũng thấy ngứa mắt tí. Tăng lên cộng 2. 346 đến 353 cũng tăng được một ít. Khi nào các bạn tăng cái này thì các bạn để ý cứ tăng lên được đến mốc 21, 11 thì nó sẽ tăng lên khá nhiều hơn. Thì hồi trước mình đã có đánh thử một cái team như thế này với sử dụng Upa với cả Hupa của mình đã vừa bỏ Genesect để lấy lại Hupa này.
thì Upa sắp tới, quên, Giratina sắp tới là một con khá tốt để khống chế nộ toàn địch. Còn nếu mà so về phòng thủ thì con Memetan mới nó lại còn tốt hơn. Chuẩn bị con trai giáp kích nó khè này. Nhưng mà về sau ấy, nếu bọn thủ nó tốt ấy, thì con trai giáp kích mà khè vào mấy con thủ tốt thì team cũng chẳng có gì là bị đáng sợ cả. Thì đó là mấy con nuôi bình thường của mình.